Hello hello, rất là lâu rồi thì Huyền mới quay clip. Mà ngày hôm nay thì kiểu đập hộp ấy, mà sách về kiểu rất là lâu rồi, xong rồi kiểu bây giờ mới đập. Ở đây là sách mình mua cũng có, mà sách bạn mình tặng cũng có. Đây, thì bây giờ sẽ cùng đập nhá. Đầu tiên này là mình được bạn Hoa Sữa tặng hôm vừa rồi bạn đi xả kho của trẻ. Đây. Cái quyển này trời ơi mình mê dã man. Quyển này hôm trước mình có nhờ một bên shop tìm hộ mình nhưng mà lại không thấy, thế là mình đã mua bản tiếng Anh. Thế xong rồi không ngờ thế nào thì nó lại ra được tiếng Việt. À nó lại có bản tiếng Việt. Cuốn mà mình nhờ mua thì là cuốn này. Đây. Chắc là các bạn nhìn rồi đúng không? Ở bên trong đã nhìn thấy cái bìa của nó rồi ấy. Bì. Nốt. Đây, nó chính là cuốn Rạp Xiếc Đêm nhạc của nhà trẻ. Mặc dù nó có bị ố nhưng mà trời ơi rất là cảm ơn Sữa vì tớ tìm mãi không được. Đây, và vì mình đã lúc vào thời điểm mình nhờ mua thì không tìm được bản tiếng Việt nên là mình đã mua bản tiếng Anh. Và thế là mình đã có hai khổ giống hết nhau. Tại vì là bên nhà trẻ thì lại mua nguyên bìa luôn, rất là đẹp. Thế nên là chân trừ thì mình sẽ đọc cả hai cuốn thôi, không cách nào khác đâu. Ok. Đây là cuốn mà mình đã mua cho mình. Yes, đã mua cho mình. Cuốn này là mới ra của nhà gì nhở? Nhà Kim Đồng. Và mình mua bên tiệm sách cũ tre. Mình mua rất nhiều bên chị rồi. Đây. Iu. Đó. Đây là cuốn Mê Cung Thần Nông. Tác giả là Pans Labyrinth. Ở chắc thế, chả biết được đúng hay sai nữa. Đây, trời ơi nó rất là đẹp. Mình sẽ, vì cuốn này đang rất là hot nên là mình sẽ bóc siêu luôn nhá. Bóc siêu luôn cuốn này ra cho mọi người xem. Vì nó rất là, trời ơi mê hoặc. Mê hoặc. Mê hoặc. Ừ, mê hoặc. Đấy. Đây, đẹp lắm. Mở bên trong nhá, thì cái biểu của nó này. Alo, Superman, nhanh đến đây đi. Biểu nó, gấu nhìn bìa sợ. Chỗ. Đấy. Và nhá, mở bên trong luôn ra thì thấy bảo là bên trong nó sẽ có hình minh họa. Thì chắc là mình sẽ chỉ mở ở đây thôi. Đấy, cho các bạn xem cái hình. Đấy rồi. Úi, và có một cái bookmark đi kèm. Ở đây là một bộ. Đó. Thì chắc là mình chỉ nhá đến vậy thôi, còn không nhá tiếp nữa. Mình sẽ đắp rất là sớm. Ok. Tục làm đây cuốn này là mình mua của bên bên tiệm The Little Bookshop Hub Bones đằng sau công ty luôn này, và bạn ấy bọc rất là cẩn thận thì thôi bọc cẩn thận thì mình cũng xin lỗi nhé, mình cũng dòe gì đấy ạ? Dòe xinh quá. Cảm ơn con nhé. Wow, con này cho mình thật là xinh. Cảm ơn con nhé. Yay! Yes, carbon của Colin Hoover. Uầy, giấy kiểu giấy trắng tinh luôn các bác ơi. Em chưa có cuốn nào ngoại văn mà nó trắng như thế này. Nó trắng mịn luôn ấy. Đấy, Colin Hoover thì năm vừa rồi làm mưa làm gió rồi, rất nhiều bạn fan trên toàn thế giới này đã kiểu khen nức nở rồi ấy. Thì đây là cuốn đầu tiên của Colin Hoover và mình sẽ đọc thử xem là mình có hợp với cả phong cách của cô hay không. Yes. Cuối cùng mình có hai cuốn đến từ người bạn thân thiết của tôi, đó chính là đến từ Vega. Yes, thì đây là hai cuốn ngoại văn được nói trước rồi nhưng mà vẫn rất là vui khi mà nhận quà về. Bao luôn nhá. Rồi. Đẹp. Thì đây là cuốn đầu tiên. Ủa chủ na. Chưa rồi, nó vẫn còn hóa đơn cơ bây ạ. Dám nào giờ nó vẫn còn hóa đơn ở đây. Nó lỡ hóa đơn rồi bà ơi. Yes. Thì đang quay giờ thì thằng con nhà em nó đi giải quyết việc riêng. Nên bây giờ mới xong. Cái tặng em đó chính là cuốn The Traveling Cat Chronicles bởi Hiro Irikawa. Thì cuốn này là đầu tiên là mình đã thấy Vega đã khen rồi, xong rồi kiểu ở trên Instagram ấy các bạn cũng khen rất là nhiều, xôi hình ảnh nó cứ hiện lên trên Insta của mình ấy, thế là mình rất là thích.
và chỉ nói chuyện là thích thôi mà không ngờ là bà ấy lên trên mạng đặt luôn cho mình. Trời ơi nhìn nó xinh, ui, xinh xỉu luôn ý, thực sự mà lại sờ nó lại còn kiểu mềm mềm, suốt kiểu để xốp ấy, nó thơm, trời nó thơm, nổ nó thơm. Thì yes, đây là quần đầu tiên, và quần thứ hai cũng là quần cuối cùng và đến từ Vega luôn. Thì đây, ôi dồi ôi, bất ngờ luôn ý, kiểu không nói năng gì cả, xong rồi đặt, nghe cái tiếng mở hộp phê. Đây, cuốn này cũng được bóc rất là cẩn thận. Cuốn này như là bái được. Ủa? Đúng rồi, cuốn này á. Cuốn này thì vì mình hú hét với cả Vega quá nhiều lần ấy, thế là Vega cũng đã đặt cho mình. Cuốn này tên là A Girl Called Oft của Amy Winston. Mình nếu mà nào không biết thì mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của những cuốn truyện thiếu nhi này, YA này, các kiểu ấy, truyện thiếu nhi xong rồi các thứ rất là hay, đọc nhẹ nhàng tình cảm. Thì đây là cuốn mình đã mong chờ rất là lâu, cũng kêu ca với cả bà ấy nhiều, xong không ngờ bà ấy mua luôn cho mình. Ôi trời ơi. Thì đấy, đây chính là tổng số sách mà mình vừa tặng vừa mua mà cho bản thân mình. Đấy, từ từ nút quyển này đi, quyển này bóc nốt ra đi. Quyển kia bóc, chẳng lẽ quyển này không bóc đúng không? Bóc nốt. Đây. Thì đây chính là Dạp Xích Đêm, mọi người khen rất là nhiều. Mặc dù nó hơi ố nhưng mà mình vẫn thấy rất vui vì đã tìm được cuốn sách đáng yêu như thế này. Đó. Thì đây tổng cộng đây là số sách mà mình và bạn thân mình đã tặng cho mình. Cảm ơn rất là nhiều và happy reading.